Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh của mình là Thắng. Mình làm những video về sức khỏe, khoa học và đời sống. Và nói thật với các bạn là ở Việt Nam mình ai cũng có thể là bác sĩ. Tại vì thực ra là mình thấy rằng là bệnh nhân đến với mình khám ấy, có một cái câu cửa miệng là anh ơi, bác sĩ ơi, vân vân, em rồi chú rồi cô bị viêm họng mãn tính mà. Họng với viêm mãn tính, ai cũng tự chẩn đoán cho mình là viêm họng mãn tính, rồi ai cũng tự chẩn đoán là viêm mũi mãn tính cả. Thế thì ok, mọi người tự chẩn đoán như vậy thì thường mọi người sẽ tự điều trị đúng không? Đi ra quán mua thuốc rồi tự lên mạng tra các bài thuốc vân vân vân. Và khi điều trị không khỏi thì đến gặp bác sĩ. Thì trong video này thì mình sẽ không nói về viêm họng mãn tính đâu. Mình sẽ nói qua một chút về mấy cái khái niệm đó để cho mọi người hiểu rõ hơn. Nhưng mình sẽ nói một cái hay hơn, đó là những cái cách điều trị viêm họng tại nhà mà không dùng thuốc. Nào, chúng ta bắt đầu video giờ này thôi. Việc đầu tiên trong video lần này ấy, thì mình sẽ phải nói lại về vấn đề viêm họng. Thế thì viêm họng ở đây mọi người hay dùng từ viêm họng, nhưng thực ra họng nó có rất là nhiều thành phần. Thành phần đầu tiên là họng mũi, hay nói khác là vòm họng, nó nằm trên mũi ấy, và xuống phía dưới. Cái vùng này thì bị ảnh hưởng bởi những cái bệnh lý viêm mũi xoang rất là nhiều. Một tình trạng người ta gọi là post nasal drift, là tình trạng viêm vùng vòm họng và vùng xoang gây ra tình trạng xuất tiết dịch, cái chảy dày xuống họng ấy. Nó gây ra tình trạng mà cứ khịt khạc, nhổ đờm ở những người bị viêm mũi mãn tính, hoặc là với những người mà uống rượu bia hút thuốc lá lâu năm thì hay bị cái tình trạng đấy. Thì đấy vẫn gọi là viêm họng nhé, gọi là vùng viêm vòm. Cái số 2 đó là vùng họng của chúng ta, thì hay vùng họng miệng, nhìn vào thấy ngay ấy, thì nó hay có cái viêm amidan mãn tính. Cái vùng này thì đa phần là do những cái viêm nhiễm mãn tính từ trước, từ ngày nhỏ, gây ra tình trạng viêm amidan quá phát, và về sau amidan nó ở cái ổ viêm và gây ra tình trạng hay bị viêm họng, hay bị đau họng, hay bị nuốt đau nuốt vướng khi thay đổi thời tiết, hoặc khi bị gọi là cảm cúm của mọi người. Thứ ba đó là vùng viêm hạ họng. Vùng này thì bị ảnh hưởng nhiều bởi cái phần nối tiếp của nó là từ thực quản xuống dạ dày, nên là viêm vùng này hay là viêm họng do trào ngược. Và chẩn đoán đúng nhá, chẩn đoán đúng đó là viêm họng thanh quản. Đấy, chứ không phải là có hội chứng trào ngược họng thanh quản. Rất nhiều người cứ bảo là tôi thực chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản. Dạ dày thực quản thì chỉ đến thực quản thôi. Thế nên là chúng ta phải nhớ rõ là họng thanh quản, bác sĩ chẩn đoán họng thanh quản thì mới phải điều trị há họng. Thứ ba ở đây ấy, đó là có những viêm nhiễm mà không tại vùng, không phải tại ở cái vùng họng ấy, mà đôi lúc đó là những viêm nhiễm ở vùng răng. Những viêm nhiễm ở vùng răng, nhất là những viêm nhiễm ở những cái răng gần với cả eo họng, như là răng số 7, răng số 8 ấy, thì có thể lan và đi đau lan ra các tổ chức như màn hầu, các tổ chức như amidan, và cũng gây ra đau họng. Nhưng những cái này sẽ cường kèm theo nó là đau răng, thì cái này sẽ phải đa phần sẽ phải điều trị răng thì họng sẽ đỡ. Thế thì ngoài những cái viêm nhiễm như mình vừa nói thì có những nguyên nhân nào khác mà gây ra đau họng cho các bạn hay không ấy? Thì xin thưa, có những nguyên nhân này mà rất ít người để ý đến. Thứ nhất đó là nguyên nhân về nhiệt độ và độ ẩm. Tại vì sao? Thứ nhất là nguyên nhân về độ ẩm. Chúng ta nên biết rằng là niêm mạc của chúng ta cần phải ẩm thì mới khó bị tổn thương. Chứ nếu mà các bạn thấy hôm nào bị khô họng hay nuốt ăn rồi ăn cơm như nhai rơm ấy, thì hôm đấy chúng ta cảm giác bị đau họng đúng không? Nhưng về bản chất đôi khi bạn chỉ bị thiếu ẩm mà thôi. Chính vì thế mà thiếu ẩm hay là thời tiết khô cũng gây ra đau họng. Thứ hai là nhiệt độ. Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh cũng có thể gây ra đau họng. Vì thứ nhất là nhiệt độ quá lạnh thì có thể gây ra ngạt mũi cho các bạn. Khi ngạt mũi thì cơ thể chúng ta, nhất là về đêm, chúng ta sẽ thở bằng miệng. Thở bằng miệng sẽ gây ra tình trạng là gây khô họng của chúng ta. Nhưng không phải là do cái không khí bị khô, mà là do chúng ta thở bằng miệng nhiều quá, gây ra tình trạng overbreathing và cũng gây ra đau họng. Cái trường thứ hai là lúc quá nóng. Quá nóng thì cũng như thế, là chúng ta ấy, có một cái tình trạng mà khi mà chúng ta quá nóng ấy, thì chúng ta gọi là exhale, cũng như gọi là overbreathing hơn, có nghĩa là chúng ta sẽ bị thở nhiều hơn. Thở nhiều hơn, hoặc đôi lúc là chúng ta sẽ chĩa thẳng những cái nguồn gây ra tình trạng gọi là bị gọi là ho cả, ho gió, ho khan ấy, là đổ chĩa gió vào người ấy, thì cũng gây ra tình trạng đau họng. Có người về nhiệt độ này, về độ ẩm này, cũng có thể gây ra tình trạng đau họng.
Và cuối cùng đó là những tác nhân bên ngoài chúng ta đưa vào cơ thể. Ví dụ như bạn ăn quá nhiều cay chua cay nóng nhá, có thể gây viêm ngay chính vùng họng này thôi chứ chưa cần phải dạ dày lên đâu. Rồi các bạn sử dụng thuốc lá, rượu bia đều gây ra tổn thương của vùng họng và đưa vào. Cái thứ ba, cái mà cái này mình nói rất ít nhưng mà thực ra có rất là nhiều người bị, đó là những phương pháp chăm sóc vùng mũi họng ấy nó không đúng. Có rất là nhiều người thì thích xúc họng với nước muối, hoặc xúc họng với nước muối thì sẽ làm cho họng sát khuẩn đúng không, nhưng lại rất thích pha nước muối ấy, cực kỳ đặc, có nghĩa rất là mặn đấy. Thì vô hình chung các bạn biết là con cá mà sát muối mặn mà nó còn dộp hết lên đúng không, họng chúng ta cũng thế, dùng muối quá mặn, dùng những cái xúc họng quá mạnh. Sẽ có những cái loại xúc mà mọi người cứ tưởng là tốt ấy, ví dụ như là các loại mà xúc họng có chlorhexidine là về chỉ bản chất chỉ xúc khi mà chúng ta bị nhiễm khuẩn thôi, thì các bạn lại dùng xúc họng hàng ngày ấy. Có những cái chế phẩm mà chỉ dùng để xúc răng thôi, xúc miệng thôi, lại dùng để xúc họng ấy, thì sẽ gây ra tình trạng bỏng rát họng và đau họng của chúng ta do chính cái điều trị sai lầm của chúng ta. Vậy thì quay ngược lại đúng không, vẫn đi về cái key của cái video lần này, đó là những phương pháp chữa trị viêm họng mà không cần dùng thuốc. Bây giờ mình bắt đầu nói đây, các bạn đợi lâu lắm rồi đúng không, thôi không cần phải đợi nữa đâu, chúng ta bắt đầu nào. Cái số 1 như vừa rồi, uống nhiều nước. Chúng ta cần phải uống nhiều nước để liên tục, thứ nhất là nếu có trào ngược cái gì lên họng của chúng ta thì chảy xuống, nếu mà bị khô họng thì ẩm hơn, nếu có tình trạng nhiễm khuẩn vi khuẩn virus thì vi khuẩn virus cũng được rồi hả trôi đi. Thế nên là uống nhiều nước là cái key đầu tiên và quan trọng nhất, dễ dàng nhất, rẻ tiền nhất để chúng ta không bị viêm họng. Cái số 2 là giữ cho cái môi trường của nhà chúng ta ẩm. Cái này thì ngày xưa ít bị nhưng bây giờ bị nhiều lắm. Đó là mùa đông thì bị khô đấy đã lành rồi, nhưng mùa hè chúng ta bật điều hòa cũng bị khô phòng. Thế nên là các bạn có thể lựa chọn điều hòa mà có chế độ là tạo ẩm, hoặc các bạn mua máy tạo ẩm. Mình đã mua máy tạo ẩm, và từ cái hôm mà có máy tạo ẩm thì thật sự là làm điều hòa sướng rất là nhiều, dậy không bị khô mũi khô họng nữa. Thì đó là cái thứ hai, là giữ cho cái môi trường ẩm và độ ẩm tối ưu của căn phòng của các bạn, nơi mà bạn ngủ cả đêm ấy, rồi làm việc cả ngày chẳng hạn, đấy đó là 65% độ ẩm tối ưu. Cao hơn quá thì nó bị ẩm quá, vi khuẩn nấm mốc dễ phát triển, thấp hơn thì bị khô họng, khoảng 65% là đủ. Đó là về độ ẩm. Còn nhiệt độ thì tất nhiên rồi, nếu mùa đông thì phải giữ ấm vào, mùa hè thì uống nhiều nước đã đành rồi, nhưng chúng ta mặc quần áo tốt để đỡ bị nóng cơ thể, tránh thổi quạt thẳng vào mặt đúng không. Đó là mấy cái mà để phòng trước này. Cái số 2 là cái nguyên nhân gây viêm họng, còn có những viêm nhân gây nhiễm khuẩn đúng không, nhất là với những cái người mà bị những tình trạng như là post nasal drift, có nghĩa là luôn luôn bị khịt khạc này, những người bị trào ngược ấy, thì cần vệ sinh tai mũi họng bằng nước muối sinh lý. Mình nói nhé, nước muối sinh lý. Nếu các bạn không bị tình trạng chảy dịch từ mũi xuống họng mà chỉ thấy đau rát họng thôi, hãy xúc họng bằng nước muối sinh lý 0,9% hay 9/1000. Cái này các bạn có thể mua gói muối về pha ra theo đúng tỷ lệ, hoặc mua luôn cái chai nước muối mà người ta đã pha sẵn cho chúng ta. Nhớ là 0,9% hay 9/1000. Xúc họng bằng nước muối hoặc rửa mũi, xúc họng bằng nước muối, rửa mũi bằng nước muối như nào, mình sẽ có một cái video riêng để hướng dẫn các bạn nha. Có nghĩa là phải sử dụng nước muối sinh lý. Tại vì nếu các bạn sử dụng cái nước muối ấy mà đậm đặc hơn cái đó thì có khả năng gây ra tình trạng tổn thương niêm mạc. Đấy là cái số 2. Cái số 3, cái này thì trong tự nhiên có những thành phần sẽ làm cho chúng ta giảm cảm giác đau họng. Tại vì mình biết là có những cái nhiễm khuẩn như là bạn chỉ bị viêm amidan một chút, hơi đỏ đỏ một chút, hoặc là bạn chỉ đau rát họng một chút ấy, thì tất nhiên đến bác sĩ chúng mình không kê đơn thuốc. Thế thì nhiều người bảo ui đến bác sĩ khám thì không kê tí kháng sinh nào, cho tí xúc họng về nhà. Xin thưa là gì, đôi khi đó chỉ là cần sát khuẩn thôi là được rồi mà. Các bạn có thể sát khuẩn bằng nước muối, các bạn có thể sát khuẩn bằng một vài chế phẩm có chứa povidin iốt đua, đó là betadine này, hoặc là một betadine nhưng mà có hàm lượng khoảng 1% màu xanh chẳng hạn thế. Hoặc là các bạn sẽ xúc họng bằng những cái chế phẩm mà có một chút chất sát khuẩn như chlorhexidine.
thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng mà không bị nhiễm khuẩn trong những dạng viêm amidan cấp chẳng hạn vậy. Nhưng cái đó thường được kê bởi bác sĩ. Vậy thì có những cái nào mà không kê bằng bác sĩ thì trong tự nhiên có cái thành phần mà chúng ta vẫn thường nói là tinh dầu bạc hà ấy, đó là menthol hay là methol đấy, menthol cũng được, thì gọi là tinh dầu bạc hà. Cái này thường có trong rất nhiều cái chế phẩm. Các bạn có thể mua lá bạc hà về, các bạn có thể mua thuốc ngậm, các bạn có thể mua thuốc xúc họng, đa phần sẽ có thành phần là menthol. Menthol này về bản chất nó có một chút giúp sát khuẩn, nhưng có điều đặc biệt hơn là nó sẽ là giảm cái, có cái là tăng cái nhạy của cái receptor đau của các bạn ấy. Receptor đau để áp suất và nhiệt độ ấy ở trong họng nó là một với nhiệt độ, và làm giảm cái nhạy của nó đối với cái cảm giác đau chân trích, cảm giác viêm. Và chính vì vậy bạn sẽ biết là dùng menthol xong thì họng thấy hết đau, nhưng nếu mà uống cái gì đó lạnh thì cảm giác buốt lên tận óc, đúng không, vì nó làm tăng nhạy với cả cái nhiệt độ nhưng mà giảm nhạy với cả các cái phản ứng viêm kia, phản ứng đau kia. Thế nên là chúng ta có thể sử dụng các chế phẩm chứa menthol trong vòng khoảng 2 đến 3 ngày đầu tiên khi các bạn bị đau họng. Nhưng nếu mà sau đó bạn vẫn bị đau họng và đau họng tăng lên, nuốt đau, ăn đau thì phải đến khám bác sĩ. Thì đó là cách thứ ba, đó là chúng ta sử dụng các cái chế phẩm chứa menthol để làm cho chúng ta đỡ đau họng. Và cách cuối cùng trong cái video lần này ấy, đó là mọi người thì cứ nghĩ rằng là khi đau họng thì tôi có rất là nhiều người phải tránh này, kiêng chua cay này, kiêng những cái đồ uống có cồn này, kiêng đồ uống có gạt, cái đấy rất là đúng rồi. Nhưng có một cái ấy mà nó cũng cay, nó cũng cảm giác nó rất đồng nhưng mà nó lại gây ra, nó lại giúp cho chúng ta được sát khuẩn họng ấy, đó chính là gừng. Ở trong tự nhiên gừng có một cái phản ứng rất là tốt về phản ứng sát khuẩn, và cũng như vậy có phản ứng giống menthol, đó là giảm cái cảm giác đau họng của chúng ta xuống. Thế nên là với một vài ngày đầu đau rát họng thông thường, chúng ta có thể sử dụng như là nước gừng, trà gừng cũng có thể làm cho bạn giảm đau họng. Tất nhiên là nước gừng, trà gừng thì uống với nước ấm, đừng uống nước nóng quá, đang đau họng uống nước nóng thì đau lắm. Và cuối cùng ở trong video lần này ấy, mọi người sẽ thấy rằng là ở trong cái lúc mà chúng ta xem về y học cổ truyền ấy, hay có gọi là chanh đào mật ong, đúng không, chanh đào mật ong. Thế thì ấy, đa phần ấy, mọi người cứ nghĩ là cái này thì làm đỡ đau họng, nhưng nếu mà bạn sử dụng quá nhiều thì có thể gây ra tình trạng trào ngược nhiều hơn. Trong chanh đào mật ong có cái thành phần ấy mà mọi người không để ý đâu, đó chính mật ong. Fructose đã có nghiên cứu rồi là để làm giảm đau họng ở trẻ em và ở trong cái giai đoạn đầu tiên ấy, có cái giai đoạn chỉ có viêm đỏ ấy, thì fructose có tác dụng làm giảm đau giống hệt các loại thuốc đau họng khác, giảm ho giống hệt các loại thuốc ho thông thường thảo dược khác. Chính vì thế mà fructose hay có nghĩa là cách khác là đồ ngọt ấy, có khả năng giúp làm giảm đau họng cho các bạn. Chính vì thế, sử dụng một chút mật ong cũng làm giảm đau họng. Nhưng tất nhiên là không nên lạm dụng nó. Với người lớn tuổi thì có thể là có những bệnh gì về tiểu đường thì không nên lạm dụng nó. Với trẻ em mà dùng quá nhiều đồ ngọt cũng gây béo phì. Hoặc đơn giản là có thể che lấp những tình trạng viêm nhiễm ở trẻ con sẽ diễn biến rất là nhanh ấy. Thế nên là gì cũng như vậy thôi. Nguyên tắc 2 đến 3 ngày đầu, nếu không đỡ đau tăng lên thì phải đi khám bác sĩ. Đó là những phương pháp điều trị đau họng mà không cần dùng thuốc. Trong video này mình hướng dẫn cho mọi người cũng như để chỉ ra cho mọi người những nguyên nhân gây đau họng thông thường để chúng ta biết và phòng tránh. Cảm ơn mọi người đã nghe video này. Nếu thấy hay thì like, share và subscribe kênh của mình. Xin chào.